Trong những năm qua, tình hình hoạt động tội phạm mua bán người diễn biến phức tạp với tính chất, phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi. Hoạt động tội phạm mua bán người đang trực tiếp xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của con người, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự xã hội. Trong thời gian qua, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh, lực lượng cảnh sát điều tra đã thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm nói chung và tội phạm buôn bán người nói riêng. Qua công tác rà soát, nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phát hiện có một phụ nữ trên địa bàn thành phố Kon Tum vắng mặt không có lý do. Tiến hành xác minh, điều tra, lực lượng trinh sát biết nạn nhân bị một đối tượng lừa bán sang Myanmar. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội lên các phương án giải cứu trình lãnh đạo Công an tỉnh và được chấp thuận. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã sử dụng những trinh sát dày dạn kinh nghiệm, liên lạc với nạn nhân và phối hợp với tổ chức phi chính phủ giải cứu thành công đưa nạn nhân về Việt Nam an toàn. Dạ, khi mà tôi biết đó là qua bên đó công việc không giống như mà lời giới thiệu ở từ bên Việt Nam á, thì tôi mới biết là tôi đã bị lừa về bên Myanmar như thế, bắt tôi làm gái như thế. Thế là tôi có lén điện về cho bạn lưu ở Việt Nam để trình báo cho địa phương và viết đơn giùm cho tôi để cho nhờ bên địa phương, mấy anh công an địa phương và giải cứu tôi về Việt Nam ạ. Sau khi về nước an toàn, nạn nhân đã phối hợp với cơ quan điều tra tố cáo đối tượng lừa bán mình sang Myanmar. Vào tháng 6 năm 2023, nạn nhân trú trên địa bàn phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, quen biết với một đối tượng trú cùng địa bàn, giới thiệu qua Lào để làm quán nhậu, với mức lương từ 15 đến 20 triệu đồng một tháng. Sau khi nạn nhân đồng ý, đối tượng lừa đảo đã chủ động làm các giấy tờ, hộ chiếu để đưa nạn nhân ra nước ngoài. Tuy nhiên, khi cả hai cùng đi, nạn nhân mới phát hiện mình bị lừa bán sang Myanmar. Từ 5 giờ rưỡi cho đến 5 giờ sáng là em phải làm, ngồi ở phòng nhân viên đó, là khách vô chọn đứa nào thì đứa đó phải đi, bắt buộc phải đi. Còn mà không, đứa nào mà không đi đó, đem xuống nhốt ở tầng hầm và không cho ăn uống. Với lại là có đứa thì này nọ là bị quýnh và chích điện lên. Qua vụ việc này thì phòng cảnh sát hình sự cũng cảnh báo cho người dân trên địa bàn tỉnh biết cái phương thức thủ đoạn của cái loại tội phạm này là nó lợi dụng cái lòng tin và hứa hẹn những cái công việc làm rất là ổn định, sau đó là nó đưa vào các cái cơ sở kinh doanh như dịch vụ mại dâm, nó cưỡng bức cái chức lao động và nó không có trả tiền và cũng không thể là trốn thoát được cái nơi mà làm việc đấy, nên là người dân phải thận trọng cảnh giác, không để con em mình và chính bản thân mình nghe theo những cái lời xúi dục và dụ dỗ đi ra nước ngoài làm việc. Trong thời gian qua, các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã phối hợp phát hiện, bắt giữ, khởi tố một số đối tượng liên quan đến các vụ buôn bán người và giải cứu thành công nhiều nạn nhân trong các vụ án này, qua đó góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.